gái sinh Trung Quốc lấy chồng Việt Nam, tiết lộ bí mật hạnh phúc và phản ứng đàn ông Trung Quốc như thế nào. Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề "Bạn làm gì khi nằm loanh quanh ở Hà Nội cả ngày?" Sống ở Hà Nội hơn một năm, cuối cùng tôi cũng tìm được không gian riêng cho mình. Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc, nói gì về Việt Nam nhé. Hãy like nếu bạn thấy nội dung này có ích, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Hình như bên đó có phụ nữ kiếm tiền, nam giới là trụ cột đúng không? Tất cả những gì bạn nói đều đúng. Gia đình chúng tôi nghèo đến mức không mở được nồi cơm. Bạn hiểu lầm rồi, không phải nhà bạn nghèo đâu. Ý tôi là người phụ nữ trụ cột trong gia đình chỉ tồn tại ở những vùng miền núi rất nghèo, ở Việt Nam. Trong gia đình chúng tôi, người đàn ông trụ cột chính là người duy nhất. Từ Nam ra Bắc ở Việt Nam, hầu hết phụ nữ đều làm việc ở các khu chợ đồ tươi và hầu hết phụ nữ đều hỗ trợ nam giới. Đúng, đàn ông ở nhà và chăm sóc con cái. Vì làm việc ở chợ rau tương đối dễ dàng nên nam giới thường làm việc ở công ty và áp lực khá cao. Theo truyền thống ở Việt Nam, đúng là đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc nhà nên nhìn chung vợ không cần phải chạy lung tung bên ngoài, miễn là vợ có thể lo việc nhà. Nhưng nhiều người đàn ông sẽ chia sẻ việc nhà với vợ vì thương vợ, thậm chí có nhiều phụ nữ cũng không cần phải làm gì cả. Ngoài ra, việc bán rau, trái cây, quần áo, cà phê, đồ ăn nhẹ ở chợ cũng không hề dễ dàng. Dù sao thì việc đó dễ dàng hơn nhiều so với việc làm cho người khác. Bạn không cần phải nhìn mặt người khác để làm việc. Bạn có thể làm việc khi bạn muốn và nghỉ ngơi khi không muốn. Tôi tò mò không biết các bạn đã gặp những người Việt Nam này ở đâu. Nếu nhìn vào tỷ lệ giới tính của các công ty niêm yết, quan chức chính phủ và nhân viên ở Việt Nam, bạn sẽ biết rằng tỷ lệ nam giới vượt xa phụ nữ. Rất khó có thể hỗ trợ một gia đình ở các thành phố Việt Nam. Ý tôi là phụ nữ Việt Nam tháo vác hơn đàn ông. Còn người đàn ông đang trồng lúa tại công trường và nhà máy. Đừng nghe anh ta, thời nay nam nữ bình đẳng không còn phụ thuộc vào việc ai ủng hộ nuôi ai. Toàn bộ Đông Nam Á là xã hội mẫu hệ, không có nghĩa là phụ nữ làm việc bên ngoài, mà hình thể của xã hội này sẽ có nhiều nữ sếp hơn. Ở Lào, thói quen sinh hoạt của bạn cũng giống Việt Nam. Về sự kiên nhẫn của bạn với những người phụ nữ, lòng tự trọng nhạy cảm và mong manh của bạn, và việc bạn có thể nói sự thật với người khác, thật đáng kinh ngạc khi xã hội phụ hệ gia trưởng của Việt Nam lại có thể bao dung được bạn. Ở đâu trên đất nước bạn vẫn có truyền thống nam giới đảm trách việc bên ngoài và phụ nữ đảm trách việc nhà. Tôi theo dõi rất nhiều người lấy chồng ở Việt Nam và cũng có rất nhiều người Trung Quốc sống ở Việt Nam. Nếu một người trong hai vợ chồng đi làm còn người kia ở nhà, thì hầu hết phụ nữ đều ra ngoài làm việc. Cả nam và nữ đều phải làm việc. Người đàn ông nào có thể tìm được vợ mà không cần làm việc cơ chứ? Bạn Việt Nam ơi, khi về Việt Nam mua rau quả dịp nghỉ lễ, hãy hỏi các cô bán hàng xem chồng đi làm hay ở nhà. Hãy đặt cược, hầu hết đều ở nhà. Bạn biết Việt Nam rõ hơn tôi sao? Tất nhiên, tôi theo dõi rất nhiều người từ Việt Nam, trên hai tài khoản Douyin của mình và tôi thậm chí còn biết rằng, nhiều nữ nghệ sĩ trẻ trên Internet ở Việt Nam đã cố tình lừa dối người Trung Quốc trên Douyin. Ví dụ, video của họ nói rằng người Trung Quốc có thể mua hàng thương mại. Nhà họ ở tại Việt Nam. Chỉ là những người này luôn miệng nói không tìm được vợ. Tôi chỉ muốn nói là bạn không nghĩ tới chính bản thân mình sao? Tôi không biết bạn so sánh ở đâu. Có lẽ bạn chỉ mới đến quán rau tìm hiểu. Có lẽ các bạn xem Douyin quá nhiều và không hiểu tình hình ở Trung Quốc, khác với Việt Nam. Bạn nghĩ quốc gia nào đứng đằng sau những người nổi tiếng nhỏ bé này trên Internet? Sếp Việt hay sếp Trung Quốc? Hơn nữa, ngay cả khi bạn gặp một người nổi tiếng nhỏ trên mạng Trung Quốc trên Douyin, liệu họ có nói dối bạn không? Hoàn toàn đúng khi nói rằng những người có tầm ảnh hưởng nhỏ ở Việt Nam, đằng sau Douyin phiên bản Trung Quốc đều là người Trung Quốc hoặc họ hàng thân thiết của họ, đều là người Trung Quốc. Nếu không có người Trung Quốc đứng sau thì không có tên thật thì không thể live được. Các bạn đừng nói bậy. Phụ nữ Việt Nam độc lập và không dựa vào đàn ông để kiếm sống. Đừng nói xấu tất cả đàn ông Việt Nam, nhưng đàn ông không bao giờ dựa dẫm vào phụ nữ. Lấy chồng người Việt không có gì xấu hổ. Hiện nay, nhiều chàng trai ở Trung Quốc lấy vợ Việt không có cách nào đưa về Trung Quốc sinh sống, cuối cùng chọn cách gả mình về Việt Nam. Hà Nội nằm ở đâu? Lần cuối cùng tôi đến đó, tôi nghĩ nó rất nhỏ và một số điểm tham quan rất gần nhau. Mình có cửa hàng ở Hồ Hoàn Kiếm, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm đều ổn. Chồng bạn là người đàn ông Việt Nam thứ hai mà tôi thấy kết hôn với chúng ta. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng các cô gái Trung Quốc sẽ kết hôn ở Việt Nam. Cô ấy kết hôn với đại gia thế hệ thứ hai đến từ Việt Nam. Các bạn có đặc biệt thất vọng không? Bạn là người thứ ba tôi gặp và kết hôn từ Trung Quốc sang Việt Nam. Hai người kia là bạn của bạn à?
một người là khách hàng cũ và người kia chỉ là người quen. Có phải tất cả họ đều đến từ nông thôn không? Tôi hiếm khi đến đó ở thị trấn huyện. Đó là hai người đàn ông đến từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Bánh mì baguette Việt Nam này có giống bánh mì bên kia không? Nó khá ngon đấy. Tôi cũng thích ăn nó. Tôi thường ăn món này vào bữa sáng. Bà tôi cũng từ Trung Quốc sang Việt Nam lấy chồng. Ôi, thời đó thật không dễ dàng chút nào. Đúng vậy, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đều là người biên giới nên cách nhà bà tôi không xa. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy đến Trung Quốc, chăn gia súc vào buổi sáng và vội vã trở về nhà vào buổi tối. Như thế này mỗi ngày. Tuyệt vời, tôi cũng muốn tìm một người vợ Việt Nam. Có khá nhiều người tìm vợ Việt. Lấy chồng Việt Nam vẫn còn tương đối hiếm. Nếu anh ấy là người giàu nhất Việt Nam thì sao? Bạn đã làm gì khi kết hôn bên đó vậy? Nhìn bạn hàng ngày dắt con đi làm việc nhà. Những người nội trợ toàn thời gian đóng góp rất nhiều cho gia đình. Tôi biết ngày này sẽ đến khi nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phát triển. Tôi cũng đang ở Hà Nội. Bạn đẹp quá. Giọng nói cũng rất hay, nhẹ nhàng quá. Tôi thấy rất nhiều người tìm vợ Việt, và đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lấy chồng Việt. Đàn ông Việt Nam tuy có hơi xô vanh, nhưng lại là những người đàn ông rất lãng mạn và chiều vợ. Nhiều người đã kết hôn nhưng chưa đăng lên mạng mà thôi. Đàn ông Việt Nam có gì tốt hơn đàn ông Trung Quốc? Không phải tôi coi thường họ. Họ lùn, không kiếm được tiền và không đẹp trai. Việt Nam có rất nhiều người xuất sắc, rất nhiều người tốt và rất nhiều người đẹp trai. Vì thế khi xem trực tiếp trên Douyin ở Việt Nam, tôi thực sự đã cười bạn chết mất. Nhìn thấy những thế giới và cuộc sống khác nhau. Nói thì nghe có vẻ không hay, nhưng có sự khác biệt lớn giữa giàu và nghèo. Khi về Việt Nam, tôi chỉ đi chơi với bạn bè thân quen. Họ đều đẹp trai và có điều kiện tốt hơn, tôi nhưng tôi không thích họ vì bố mẹ Trung Quốc, đều muốn con mình lấy chồng Trung Quốc hoặc đại lục. Để tôi nói cho bạn biết, ở Việt Nam có rất nhiều người đẹp trai, đặc biệt là một số người Lai ở miền Nam siêu đẹp trai. Quá nhiều trai thẳng ở đó. Đàn ông Trung Quốc đều đang kiếm tiền nên không có thời gian để dỗ dành phụ nữ. Tôi muốn hỏi con trai ở Việt Nam có lấy vợ Trung Quốc được không? Vâng, rất nhiều đấy. Chồng Việt cũng lãng mạn lắm. Tôi không hiểu lắm các chị ạ. Vậy mà cô ấy nói lấy chồng Việt Nam là tốt nhất. Em gái tôi có một người bạn Trung Quốc, nói sẽ đón sang Việt Nam với 100.000 nhân dân tệ để cưới cô ấy, nhưng cô ấy chưa muốn. Con gái Trung Quốc thường lấy chồng Việt đẹp trai và có năng lực. Bạn có muốn một bức thách cưới cô dâu Việt Nam không? Tôi có nó. Ngoài quà đính hôn, tôi còn được tặng 200.000 vàng khi kết hôn. Tôi còn mua nhà ở Trung Quốc và Việt Nam. Thu nhập nhà bạn đến từ đâu? Thông thường, phụ nữ kiếm tiền bằng cách làm video và bán hàng. Nếu kết hôn ở Việt Nam thì điều kiện gia đình nhà chồng phải rất tốt. Điều kiện gia đình chúng tôi không tệ. Tôi sắp sang Việt Nam làm việc này. Nếu bạn không có kỹ năng thì đừng đến đây. Mức lương trung bình ở Việt Nam chỉ 1.800 tệ thôi. Tôi làm việc miễn phí. Cô gái trẻ sẽ lấy chồng Việt Nam sao? Vâng. Bạn có phải là người Việt Nam ở Trung Quốc không? Tôi đã thấy rất nhiều người Việt ở biên giới Trung Quốc, Việt Nam nhưng tôi chưa từng thấy ai lấy chồng ở Việt Nam. Chắc hẳn người Việt này giàu lắm. Anh ấy chắc chắn rất giàu. Gia đình anh ấy ít nhất cũng có hàng chục triệu. Đừng nghi ngờ điều này, chắc chắn là con nhà giàu. Nếu không con gái Trung Quốc sẽ không lấy chồng xa về Việt Nam. Ngược lại, hầu hết các cô gái Việt Nam đều lấy chồng Trung Quốc giàu có. Nếu không thì sao lại lấy chồng xa xôi cả ngàn dặm? Bạn quan tâm quá nhiều đến chuyện của người khác. Bạn có phải là người giàu không? Chồng tôi không phải là người giàu có nhưng anh ấy không có tài sản thế chấp, vay mua ô tô hay tiền tiết kiệm. Đúng vậy, chồng bạn là người giàu có. Nếu không thì làm sao bạn có thể lấy chồng ở một nơi xa Việt Nam như vậy? Những điều kiện này khiến các cô gái về Việt Nam và trở nên giàu có. Kết luận từ bình luận của netizen Trung Quốc về Việt Nam. Netizen Trung Quốc khá bất ngờ về vai trò giới ở Việt Nam. Một số cho rằng đàn ông thường gánh vác việc bên ngoài, nhưng nhiều bình luận chỉ ra phụ nữ Việt Nam rất tháo vát và độc lập, thậm chí còn đóng vai trò trụ cột trong gia đình hoặc trong các công việc kinh doanh nhỏ. Đàn ông Việt Nam được miêu tả là có tính cách lãng mạn, biết quan tâm và chia sẻ công việc gia đình. Một số netizen nhận xét rằng đàn ông Việt tuy không quá cao lớn hay giàu có, nhưng vẫn thu hút vì sự tình cảm và trách nhiệm. Có sự tò mò và ngưỡng mộ với những người Trung Quốc kết hôn với người Việt Nam, nhưng cũng có ý kiến trái chiều, hoài nghi về lý do phía sau chẳng hạn vì giàu có hoặc điều kiện kinh tế tốt. Một số người cho rằng hôn nhân này biểu hiện cho sự ổn định và hạnh phúc, nhưng vẫn có thành kiến về việc lấy chồng xa. Một số bình luận đề cập đến mức thu nhập trung bình thấp ở Việt Nam, song lại ngạc nhiên trước cách người dân Việt, đặc biệt là phụ nữ, tìm cách kinh doanh hoặc kiếm thu nhập qua các nền tảng như Douyin.
nhiều netizen nhận ra sự khác biệt văn hóa với lối sống gần gũi, giản dị và chú trọng gia đình ở Việt Nam. Điều này khiến họ tò mò, và một số người cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về đất nước này. Tóm lại, các netizen Trung Quốc vừa ngạc nhiên vừa tò mò về xã hội Việt Nam, đặc biệt là cách người Việt sống đơn giản nhưng hạnh phúc, vai trò giới linh hoạt và giá trị gia đình bền vững.